Vâng, xin chào tất cả các anh các chú ạ. Hôm nay em tiếp tục về được thêm mấy chục cái tấm phíp này các bác. Tấm nhựa gỗ phíp nhá. Em quay video giới thiệu cho tất cả các bác cùng xem. Bác nào có nhu cầu mua hàng thì có thể nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại Shop Long Hợi, số điện thoại đặt hàng 0975 275 636 hoặc số điện thoại bên dưới ạ, 0942 453 417. Địa chỉ của em ở Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội, có ship hàng toàn quốc. Bác nào ở gần thì mời các bác qua địa chỉ cửa hàng xem mua trực tiếp nhé. Bác nào ở xa bên em có ship hàng đến tận nơi ạ. Hôm nay về được mấy chục tấm thôi các bác, không có nhiều. Đây em sẽ quay nhá. Cái này thì em có ghi sẵn kích thước ở đây rồi này. Độ số 1 là độ dày nha các bác. Độ dày của nó sẽ là 1 cm. Còn bản rộng này, đây em bản rộng em có ghi sẵn đây rồi, 47 này. Đây bản rộng của nó là 47 cm nha các bác. Và chiều dài ở đây em đo được là 72 cm. Đấy, kích thước chuẩn nha các bác. Một mặt thì nó sẽ có hơi có các cái lỗ nhỏ như này. Còn một mặt bên này, đây em lật lại, một mặt bên này thì nó sẽ phẳng đẹp như này nha các bác. Cái này nó hơi bẩn một tí đấy, rửa đi là sạch nha các bác. Phẳng đẹp, không có lỗ nha, mặt này thì không có lỗ đâu. Kiểu có bên này là một mặt này, tấm nào nó cũng có một ít các cái lỗ li ti như này. Loại này rất là cứng cáp và chắc nha các bác. Dọc bên trên này, bên sườn này nó sẽ có là mấy cái lỗ tròn này các bác. Đấy. Cái này thì em sẽ ship này cho các bác này. Mẫu này thì có giá là 200 ngàn một tấm. Bác nào mua 2 tấm chuyển khoản là miễn ship. Còn nếu ship COD thì là các bác tự trả ship nhá. 2 tấm thì nó rơi vào khoảng tầm gần 10 kg đấy. Thì ship sẽ là 50.000. Còn bác nào mà chuyển khoản trước thì là sẽ được miễn ship nhá. Đấy. Còn nếu mà ship bác nào mua thử mình mua 1 tấm ấy thì là ship toàn quốc sẽ là 30.000. Còn bác nào mà cái này thì em bán theo kiểu là chuyển khoản miễn ship. Nếu bác nào mà qua cửa hàng ấy thì cũng coi như là mua chuyển khoản thì sẽ được là giảm giá, coi như là trừ cái tiền ship đi nha các bác. Đây các bác, nguyên một lô này nó đều là cùng một kích thước này. Cái này nó khoảng tầm 4 đến 50 tấm luôn đấy các bác. Nhưng mà toàn bộ nó chỉ có một cỡ này thôi. Hiện tại thì không có loại dày hơn, cũng không có loại mỏng hơn. Duy nhất nó chỉ có cái lô này là một kích thước như này nha các bác. Đấy, bác nào có nhu cầu mua thì mình alo đặt hàng ủng hộ em nhé. Này nó là phíp cách điện nha các bác. Bác nào mà làm này, tủ điện này, làm mặt bàn vắt ngăn các cái gì nhỉ, vách ngăn các thứ là đều rất là ok nhá. Rất là nhiều ứng dụng nhờ cái phíp này được. Rồi em xin kết thúc video ở đây ạ. Hẹn tất cả các bác ở những video tiếp theo. Các bác xem video thì cho em xin nút like, nút đăng ký kênh để luôn theo dõi được những video mới bên em đăng lên kênh mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video lần sau ạ.